Xin chào các bạn đã đến với Tepmac. Như đã biết, Google Pixel có thể coi là những chiếc smartphone có camera đầu bảng nhất thế giới di động hiện nay. Nhưng không phải vì thế mà những chiếc điện thoại này được đánh giá cao trong nhiều điều kiện sử dụng. Xuyên suốt 3 thế hệ Pixel, Google gần như đã bỏ qua nhiều xu hướng mới mà các hãng di động khác đã và đang làm, mà chỉ bảo thủ với cụm camera đơn duy nhất với các thông số có thể nói là tầm thường so với tiêu chuẩn flagship hiện nay. Chính vì thế, để có thể tiếp tục bắt kịp với đối thủ, Google sẽ phải làm nhiều hơn nữa với camera của Pixel, và phương pháp khả dụng nhất đó chính là nâng cấp trực tiếp vào phần cứng vật lý của cụm camera này thay vì cố gắng dùng phần mềm để thỏa lấp. Với những thông tin mới nhất về thiết kế thì chắc chắn Google sẽ hứa hẹn nâng cấp rất mạnh mẽ về phần cứng camera của Pixel 4 khi so với các thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, những hình ảnh render với độ sát thực cao nhất đã làm rõ rằng thế hệ Pixel tiếp theo sẽ được trang bị camera kép ở mặt lưng. Trong đó, camera đơn 12MP thần thánh vẫn sẽ đóng vai trò là ống kính chính. Còn câu hỏi đặt ra là liệu Google sẽ trang bị ống kính thứ hai của mình là camera gì? Góc rộng hay là tele? Xét trên xu hướng camera kép của điện thoại trong 4 năm trở lại đây thì camera góc rộng và tele đều là hai xu hướng camera nổi bật nhất của thế giới smartphone, và hầu như các hãng di động cũng đã có những lý do chính đáng để trang bị cho mình một trong hai loại ống kính này. Đối với những hãng chọn camera góc rộng sẽ giúp cho điện thoại chụp được khung cảnh với góc rộng hơn, nhiều chi tiết hơn, qua đó phù hợp hơn cho việc đi du lịch. Trong khi đó, các hãng di động lựa chọn camera tele lại có lợi thế về khả năng zoom quang hồng cũng như cho phép ống kính đo độ sâu trường ảnh tốt hơn, qua đó thu được những bức ảnh chụp xóa phông thật hơn. Tuy nhiên, khi xét về Google, mà thực tế mà nói, năng lực phần mềm máy ảnh quá thần thánh của công ty này đã gần như hội tụ khá nhiều những điểm mạnh trên một cụm camera duy nhất. Và chiếc Pixel 3 với phần mềm Google Camera chính là ví dụ điển hình. Nếu như bạn cần khả năng zoom quang học thì tính năng Super Prism sẽ mang lại những bức ảnh chụp với độ lớn và chi tiết đến mức điên rồ, mà không ai nghĩ rằng cụm camera đơn 12MP lại có thể làm được như vậy. Trong khi đó, nếu muốn chụp một bức ảnh góc rộng thì việc cắt cúp từ chế độ 360 độ kết hợp với HDR+ từ Google Camera cũng hoàn toàn không phải là một ý kiến tồi. Do đó, việc lựa chọn thêm một camera thứ hai vào thế hệ Pixel tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Google muốn phát triển hướng đi camera của mình đến bước nào mà thôi. Một gợi ý dành cho chúng ta đều được hé lộ mới đây nhờ phát hiện của trang Native by Google, khi một số đoạn mã trong ứng dụng Google Camera phiên bản thử nghiệm đã được hé lộ về cụm camera mới sẽ được hỗ trợ độ phân giải cao nhất là 16MP. Bình thường, con số 16MP thường sẽ gợi cho chúng ta về một thông số ống kính góc rộng, ví dụ như là Galaxy S10 chẳng hạn. Tuy nhiên, một đoạn mã khác cũng chính trong Google Camera với nội dung là Cyber Unzoom Telephoto. Cần biết rằng Cyber chính là tên nội bộ của Google cho tính năng Super Prism, và Telephoto chính là ám chỉ về ống kính tele, dù không biết chắc chắn rằng đây là tính năng dựa trên vật lý hay là một tính năng mới bằng phần mềm được Google phát triển. Nhưng nếu xét trên tính phổ thông của thuật ngữ thì có vẻ như ống kính thứ hai lại là một ống kính tele thực thay vì là ống kính góc rộng. Rõ ràng, nếu Google đang phát triển một ống kính tele có độ phân giải là 16MP thì đây sẽ chính là ống kính tele trên điện thoại có độ phân giải lớn nhất hiện nay. Việc sử dụng một ống kính tele có độ phân giải lớn cho đến nay chưa được nhiều hãng triển khai triệt để. Kể cả Huawei, công ty di động được DxOMark đánh giá cao nhất, vẫn cũng chỉ dùng ống kính tele có độ phân giải là 8MP để làm nền cho cảm biến chính là 40MP của họ mà thôi. Do đó, nếu như Google thực sự sử dụng ống kính tele cho Pixel 4 thì lý do lớn nhất mà họ làm là để hỗ trợ cho tính năng Super Prism độc quyền của mình trở nên ngon lành hơn nữa, và tất cả thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Các bức ảnh chụp sẽ tạo ra được lượng chi tiết lớn hơn, khả năng zoom lossless tốt hơn so với trước. Nhưng đó vẫn chỉ là những phỏng đoán, bởi con số 16MP gợi nhắc nhiều đến ống kính góc siêu rộng hơn là tele khi xét đến truyền thống của thị trường vẫn còn đó. Giả định trong trường hợp cái tên telephoto trong đoạn mã rò rỉ trên Google Camera chỉ là lừa tình, thì việc trang bị ống kính góc rộng đối với Google cũng khá là thú vị, vì có cơ hội cho họ tạo ra được nhiều đất diễn hơn, mở ra nhiều tính năng chụp ảnh thú vị hơn thay vì chỉ tập trung vào một tính năng đã được giới thiệu cả năm trước như là Super Prism, ví dụ như một tính năng chụp ảnh xóa phông góc rộng chẳng hạn. Dù sao thì đến bây giờ, tất cả những gì mà chúng ta biết về camera của Pixel 4 vẫn chỉ khá mơ hồ, và có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa thiết bị được giới thiệu chính thức thì chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của Tepmac về camera trên Google Pixel 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của Tepmac để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tepmac.